Valentine sale cả nhà ơi, hôm nay rất là nhiều váy đẹp luôn nha. Đầm em mang nè, đầu live sale trước một em đầm full size cho các chị mình luôn. Chất liệu là von nè, form đầm xòe dài cho mình ha, 1m6 em đang là qua gối. Bên trong đúp lót nha, 199.000 mở hàng luôn. Em chào chị Ngọc Tuyết ạ. Chị yêu nào xem thấy livestream của em mình chấm bài nha cả nhà. Nay sale nhiều đầm đẹp lắm, tranh thủ đặt luôn. Có mấy mẫu nó lẻ size, số lượng còn ít đó, chị nào đặt trễ sợ không có hàng nha. Rồi em mặc là 1535 nha, mẫu đang mang nè, đầm hoa nhí. Hoa nhí mã số là 1535, hôm nay shop sale còn 199.000 đồng full size cho các chị lựa chọn. ML, XL và 2X. Bà Lai em đâu rồi ta? Ủa? Đâu để cái livestream của em để em ghim giá coi. Đây, 1535. Muốn coi mẫu nào phía sau em nè, bình luận bên dưới em sẽ giới thiệu cho mình luôn ha. Rồi 199k đồng hoa nhí của em xin ha. Trời ơi mẫu này mặc dễ thương, cái màu nó không có quá tươi so với lại là trên livestream các chị xem nha. Ở ngoài á, cái màu nó không có sáng quá đâu, không phải kiểu mà vàng 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 tươi rói đâu mấy chị, không có lo. Màu này ở ngoài nó dễ thương lắm, cái nền nó màu xám nhẹ nè, hoa là hoa màu vàng cho em nè, dễ thương hồng tay nhúng phồng nha. 199.000 chúc chị Thu Hiền luôn ạ. 58 kênh lấy sai lời cho em chị ơi, chứ 60 kênh chốt nha. Với 60 kênh mình chốt đơn cho em mẫu váy này nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị luôn ạ. Mã số sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà ơi. Lấy mẫu nào lên đơn giúp shop nè. Hoa nhí em mang có 4 size như chị Ngọc Phạm ơi, M, L, XL, 2X, 4 size cho mình lựa chọn luôn. Chị nào trong khoảng tầm 40-65 kênh cho em mình chốt ạ. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng nha. Lấy mẫu nào lên đơn sớm giúp em nè. Lấy mẫu nào lên đơn sớm giúp em nè, em tư vấn nha. 199.000 chị Mỹ Kim chốt ạ. Size 2XL84. Đầm này của em size 2XL84 đổ về cho em mình chốt nha. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị xem hàng luôn ạ. Form là form dài, 1m6 em mang là qua gối. Dáng đầm xòe mình tròn, người ốm người mặc đều đẹp cho em. Dạ đầm hai lớp chị nha, đầm em mang hai lớp. Size 2XL hả chị, cũng 199.000 thôi. Dù là mình mua cái này size M dù là mình mua cái này size M hay là cái này size 2X thì cũng là 199 cho em nha. Khi nào mà mình lựa mẫu khác á, thì giá khác. Chứ còn cũng cái đầm em mang thì cùng giá nha. Size lớn size nhỏ thì cùng giá 199. Chúc chị Khánh Ngọc. Rồi qua mẫu, muốn em lên màu nào nữa. Đây sau lưng của em nè, đó có muốn em lên màu nào phía sau ha thì bình luận cho em ở bên dưới nha. Bây giờ tiếp tục em lên sale cho các chị một số cái sản phẩm khác nữa ạ. Em mang có mấy màu, em mang có một màu thôi. Hoa nhí em mang chỉ có một màu, còn nếu mà chị thích hoa nhí em có kiểu khác được không? Em có kiểu khác nè, em có cái nhí này sơ mi cũng đẹp. Nhí sơ mi em này giá rẻ hơn luôn ha, 150. Em có cái đầm sơ mi hoa nhí này dễ thương lắm. Còn size 2XL hôm nay em chốt luôn 150.000 cho mấy chị yêu luôn. Dạ vào like chia sẻ cho em 3 lần thôi, rất là dễ. Với 3 lần chia sẻ livestream thôi là có đầm đẹp rồi. Đây, 149.000 cái đầm này được không? Sơ mi hoa nhí. Em này còn size 2XL nha. Sơ mi em mang còn size 2XL 60 cho tới là 65 cân mặc đẹp. Đó, cũng là form xòe luôn. Hoa nhí mẫu mặc là 1524 ạ. Mẫu em mang trên người đây mã số là 1524 nha. 149.000 đồng hôm nay xả kho. 149.000. Chị nào eo dưới 84 cho em mình chốt nha. Em có ghim giá ở dưới, ô em ghi nhầm. 1524 mà ghi thành 25. 149. Rồi, 1524 nha. 1524 149k cho em nè. Màu xanh sau em mấy? Màu xanh sau em bao nhiêu hả chị? Cái xanh này hay sao? Xanh này 119 em đang sale nè. Cái màu xanh lông công này phải không? 119.000 á chị. Hay là xanh nào? Hay là xanh này? Xanh này sau em cũng đang giảm hình như 179 à. Cái xanh này là sơ mi nha. Xanh trơn là sơ mi nha. Cái này là trơn nè. Đó, trơn là sơ mi 179.000. Còn cái họa tiết lông công này em sale còn có 119 à. Đầm mặt 150 cho em. Đầm đang mang 149.000. Họa tiết là hoa nhí, thiết kế của sơ mi nè. Tay ngắn form đầm dài 2 túi. Em này có mang kèm 2 túi nha. Em giảm 149.000 đồng thôi. Rất là rẻ luôn á, vải mềm lắm.
vải mềm mặc mát cho em ha, một lớp mà không có mỏng đâu. Mình coi trên livestream thấy em mặc không, không xuyên thấu, không lộ hàng, thì nhận hàng nó cũng sẽ phải y chang như thế này luôn. Được kiểm hàng trước thanh toán ạ. Trước chị Thùy Dương nè, 52 cân rộng nha, 52 cân mặt rộng, giờ phải 60-65 á, 60-65 cân cho em mình chốt nè. 149.000 rẻ không, quá rẻ luôn. Ở đâu cho cái chị làm sơ mi rẻ hơn, bao giá toàn thị trường luôn, nguyên cái đầm dài rẻ hơn cái áo sơ mi nữa. Rồi bây giờ chị nào chưa có đặt cho em nha, 1524 nè, 1524 trong 49.000. Size M hả chị, size M lựa mẫu này cho em đi. Đây, em còn một cái đầm sơ mi hoa nhí nữa. Em này lại còn size bé nè. Chị nào size nhỏ chốt cho em cái màu này nha. Ai size nhỏ chốt cho em cái màu xanh này đi. Hai cái này bây giờ bằng giá. Hai đầm sơ mi này cùng giá 149 em xả hàng luôn. Tuy nhiên mỗi cái nó mỗi một à, size khác nhau. Cái em cầm nha, cái màu xanh nè. Cái màu xanh này em lại còn size M. Còn cái màu trắng em mặc thì lại còn size 2X. Đó, hai cái size khác nhau. Mình coi mẫu nào mà có size mình thì chốt nha. 149.000. Dạ đúng rồi chị Chi ơi. Trên live em mới sale được, nhớ cho em 3 lần chia sẻ nha. Vô là cứ chia sẻ trước 3 lần. Rồi chốt cái nào là em đặt cái nào là em chốt cái đó cho mình luôn ha. Rồi chị Ánh Nguyễn có đơn nè. Rồi hoa nhí size M đây. Hoa nhí size M lấy cái xanh này cho em đi. Xanh này là một cũng 150 luôn. Xanh này cũng 150 luôn. Em mặc cũng 150 mà size to nha. Trắng là 1524 nha cả nhà. Lấy màu trắng nè, chốt giúp em 1524 đầm sơ mi. Trắng là 1524, chị nào lấy bình luận cho em bây giờ qua mẫu. Tiếp theo em có một cái mẫu này cũng đang sale đây. Cái xanh này của em giảm nè, 120 thôi. Đầm lông công. Đầm lông công hôm nay shop giảm còn 119.000 cho các chị yêu thôi em lên luôn. Dạ đúng rồi chị ơi, mua trên live em giao liền nha. Đặt hàng trên live sẽ được giao đến tận nơi, hỗ trợ xem hàng trước thanh toán. Đó, hôm nay mình gộp đơn cho em 600.000 là còn được miễn ship nữa nha. Ráng đi mấy chị, nay nhiều đồng sale lắm. 600 chắc phải mua, co live này chắc phải mua tầm 3-4 đồng á. Đồng nào cũng sale hết trăm mấy váy à. Em chào chị Ngọc My ạ. Rồi đây, 119.000 cái mẫu này cho em hai lớp nha. Form dài, von hai lớp form dài cho em luôn. Bên trong có lót nè. Đầm này bên trong có lót nè. Hai túi cho em đẹp không? 119.000 tin không? Trời 119 đó. Size 2XL em hết, bộ này còn size M nha. Rất là tiếc cái đầm em mang chỉ còn size M thôi. Được giá sale nhưng mà không có size to. 119 nha. Em chào chị Thủy à. Mắc xích rồi, mắc xích hôm nay giảm giá. Sơ mi mắc xích đúng không? Sơ mi mắc xích hôm nay em giảm giá nè, đợi em xíu nha. Sau cái này đi, sau cái lông công này đi, em lên cái mắc xích cho chị coi. Này mắc xích sale không, không đẹp, không rẻ, không lấy tiền luôn nha, đợi em chút. Đợi em một chút nha. Rồi em mặc là 119.000. Nhí trắng một lớp chị, nhí trắng vải tôn, hổng mỏng đâu. Một lớp em mới mặc xong đó. Em mới mặc xong mình thấy không, không có lộ hàng nha. Cứ coi like của em thấy mỏng hay không là coi livestream biết liền. Khi nào mà cái chị mình coi hình mình đặt hàng mình còn sợ chỉnh sửa. Chứ còn coi livestream trực tiếp của em thì trời ơi, 19-10 với ở ngoài rồi nha. Đã coi livestream là mình yên tâm ha. Chị Thúy Nguyễn lấy lông công, lông công chốt giúp em 14993 nha. Lông công chốt giúp em 14993, 119.000 để em ghim giá cho. Đợi em một xíu. Rồi lông công chốt giúp em là 1493, 119.000 là cái đầm này nha, size M, dưới 50 cân và eo dưới 70 cho em mình chốt hai lớp. Đầm em mang hai lớp hai túi nha. Còn cái hoa nhí này là cũng có hai túi nhưng mà một lớp nè. Sơ mi hoa nhí 1524 nha, một lớp hai túi. Đó, mỗi mẫu mỗi kiểu nha. Rồi lấy mẫu nào nữa không nè? Ưng mẫu nào bình luận cho em. Đầm này 119.000 thôi. 119.000 cho em mẫu đang mặc, ngoài like giá 450. Chị nào đến shop mua là 450.000. Ngồi nhà coi livestream 119.000. Ở nhà thôi, thôi ở nhà mua cho rẻ đúng không? Cũng cái đầm này luôn. Và ở nhà lại được mua giá rẻ hơn thì tại sao phải đi qua shop nữa đúng không ạ? À? Mình chọn cái nào mua giá rẻ hơn, dễ hơn thì mình mua. Ngồi ở nhà xem giúp em bài livestream này, cho em 3 lần chia sẻ. Dễ không mấy chị, có 3 lần chia sẻ live thôi. Chốt cái đồng nè, hai lớp nè, đẹp như này, 119 chuẩn mẫu cho em chưa? Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán. Rồi lấy mẫu em mang đặt hàng 151493. Lấy mẫu em mang chốt 1493 kèm số điện thoại em qua mẫu nha, 119.000. Tiếp tục em qua mẫu khác nè. À, cái đầm mắc xích đây. Trời ơi, tối nay xem mẫu này.
Like tối nay là cái like giá rẻ nhất từ trước đến giờ luôn. Cái đầm mắt xích đó bình thường các chị mua nhiêu tiền? 350 đúng không? 350. Hôm nay em sale luôn 199.000, báo giá trước luôn rồi, soạn mã đi. Báo giá trước luôn rồi, soạn cái số điện thoại đi, em mặc vô em đọc cái mã cái là mình chốt liền nha. Mẫu này best seller nhà em nè, gần hết rồi. Hôm nay live stream của em là đa số các chị thấy đầm nó lẻ size. Tại vì hàng mới chuẩn bị về rồi, nên là mấy cái mẫu này em bán hết là em bỏ mẫu chứ không có về thêm. Mỗi đợt mỗi kiểu khác nhau. Lô hàng mới của em là kiểu khác hoàn toàn, không có giống gì đợt này hết trơn á. Đó, ưng là phải chốt nha. Rồi, có dây cột eo nè. Đây, chốt cho em cái này đi, không sợ rộng. Mẫu này à, mẫu em mặc nha, sơ mi họa tiết mắt xích nè. Riêng em váy này nha cả nhà, ngày hôm nay chị nào đặt hàng 3 lần chia sẻ cho em 1464 nha, 1464. Hôm nay em giảm luôn 199.000. Riêng em váy này các chị mua cho em mình không có sợ rộng. Đầm khác rộng phải bóp eo, phải mua kèm thắt lưng hoặc ở nhà có thắt lưng đeo vô. Còn em váy này khỏi cần sửa. Mặc rộng các chị coi nè, cột vô cho em ha. Đang cột sau hoặc cột trước cũng được nha. Cái này là tùy theo cái ý thích của mỗi chị thôi. Có chị muốn cái thắt cái nơ đằng sau cũng được, hoặc là thắt trước cũng được luôn. Đó, 199.000 cho em chốt lẹ mấy chị ơi, giá rẻ 199.000 đồng trong cái live stream này thôi nha. Hello chị Thanh Huyền ạ. Mới nhận hàng đều lắm em. Cảm ơn chị Thị Bùi rất là nhiều luôn. Chị nào đã nhận được hàng rồi cho em xin review đi nha. Khi mà nhận được hàng rồi thấy là ok, hàng đẹp như là mình nè, như là mình tưởng tượng, như mình mong đợi đó, giá rẻ thấy xứng đáng với giá tiền cái chị bỏ ra thì nhớ cho em xin review nha. Size 2X hả chị? Eo khoảng 84 á. Đầm này size 2X eo 84 quay đầu cho em 199.000 đồng, chia sẻ có đơn nha. 199.000 đồng duy nhất trong bài live stream này thôi. Những đơn nào cái chị mua bên ngoài live của em giá vẫn là 450. Ngày hôm nay cái chị chốt đơn luôn 199 nè. Sau lưng khóa kéo nè, form dài xè cho em qua gối nha. Mẫu này không đặt là tiếc thật sự. Hàng chip form em may tới 2 lớp cho mình, họa tiết sang không. Mắt xích này mà mắt xích dọc nha, mặc lên nhìn mình trông cao ráo thon gọn hơn nữa. Size L E74 nha chị Như, size L E74. Chị Mỹ Duyên nè, 50 cân được không em? Được chứ chị, 50 cân em mặc nè, em cũng 50 nè, nhưng mà tùy eo. 50 cân mà eo dưới 70 thì lấy size M, còn eo từ 71 đến 74 là phải tăng size L cho em nha. Hello chị Hoa Nguyễn hả? Một đơn size 2X cho chị Mai Anh, mã số 1464 rồi, ok chốt. 56kg em có size, mình đo thử eo nha, đo thử eo giúp em. 1464, 199.000 nha cả nhà. Bình thường làm hơn, bình thường tại shop em vẫn bán mẫu này là 450.000 đồng. Riêng cái live stream này em giảm còn có 199 à. Hổng đẹp hổng lấy tiền luôn. Có đầm 99k đợi em xíu, 99k đúng không? 99k cái đầm mà. Ủa cái satin đây nè, 99k cái satin này mình nào mình có chưa? Form suông nè, satin form suông mẫu này em size 99 nè. Chị Nhung Hà ơi, em mặc là váy à, váy chiếc phong 1464 là chiếc phong, chuẩn bị em qua mẫu nha. 10 giây nữa em qua mẫu rồi, 10 giây nữa em qua mẫu nha, tranh thủ đặt luôn, ngoài like không có sale đâu. Một hồi em live stream xong rồi, lúc đó cái chị mới đặt hàng là nó về lại hơn 400, rất là tiếc luôn á. Em like xong là về giá cũ nha, đang sale có 199 là chốt liền đi. Nhận hàng kiểm tra cho em, hổng đẹp hổng lấy tiền, em bao giá luôn. Em bao giá, em bao chết cho mình luôn ha. Size 2XL hả chị? Size 2XL mẫu em mang eo tầm 84 mình chốt nha, eo tầm 84-85. 84-85 cho em mình chốt, cái này có túi nè. Đó, thích đầm có túi thì lấy mẫu này nha. Hai lớp form xè may kèm túi cho các chị mình luôn ha. Em mang có mấy màu? Dạ một màu thôi chị yêu ơi. Đầm mắt xích chỉ có đúng một màu duy nhất, đen trắng, hai màu đen trắng kết hợp rất là sang. Không có xến, không có lỗi thời. Chị Thùy Trinh 51 cân, tùy eo chị ơi, tùy eo đo giúp em eo đi rèm tư vấn nè. Rồi đây. Mẫu này cho em là 1481 nha cả nhà. 99.000. Trời đất ơi, cái đồng satin 99.000 mấy chị. Ở đâu rẻ hơn nữa? Size L nha. Mẫu này em sale còn 99.000, đổi lấy cho em 3 lần chia sẻ thôi. Quá dễ dàng luôn. 99k mẫu đang mang size L dưới 55 cân cho em mình chốt nha. Dưới 55 hoặc 56 cân mình chốt đơn cho em. Eo khoảng tầm là eo 76 độ về là em có hàng. 99.000 mẫu này. 99.000 mẫu này. Hôm trước em có mẫu này size lớn mà hết rồi.
Chị nào hổm giờ đắn đo suy nghĩ đó, hết hàng rồi nè. Hết hàng rồi nè cả nhà ơi, hôm trước em xem ở đây 99 size to, size 2X luôn, thấy không? Hôm sau lại trách em kêu là sao không sale cái đạo 2X, sale rồi mà mình không đặt hết hàng rồi. Giờ em còn size M thôi, 1481 nha, mẫu đang mang chỉ còn size M, form này là form đầm suông. 1481 là form đầm suông nha, chữ A, mang kèm cái túi nhỏ cho mình nè, form dài cũng qua gối của em đó. Rồi 99.000. Em chào chị Hồng Nhung. Mẫu đang mang size L còn không sót, còn chị em còn size L nè, em còn mỗi size L thôi. 1481 em chỉ còn size L thôi nha, giá sẽ là 99.000 cho em ạ. Chị nào ưng đặt đơn liền nha. Em thấy đơn hàng của mình là sẽ có nhân viên alo tư vấn và chừa hàng chừa size cho cái chị mình luôn ha. 99k nha cả nhà ơi, chị nào chưa có bình luận nhanh tay giúp shop ạ. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng nha. Lấy mẫu em mang chốt 1481 nha cả nhà. Ok chị Ngọc Nguyễn nè, ba lần chia sẻ like thôi rất là dễ luôn, nó không có mất thời gian của mình đâu. Mỗi chị cho em ba lần chia sẻ nè, mình có thể chia sẻ cho em lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm đều được luôn ha. Đó, có ba lượt chia sẻ là có đơn liền 99.000 cái váy này thôi. Satin form suông vải mát cho em, không có nhăn độc, một lớp một túi luôn nè, có cái túi nhỏ ở đây ha, một lớp một túi. Màu này là màu tím nha chị Kiều Anh, em mặc là màu tím, màu này mấy chị trung niên thích lắm nè. Em thấy là mấy chị khách trung niên nhà em là hầu như ai cũng có cái này rồi, không có kén da hay là kén tuổi gì đâu, màu này xinh. Chị Kiều lấy mẫu này size L đúng không? Rồi chốt giúp em đi 1481 nha, em còn có mấy đơn à. 99k mẫu đang mang, chị nào nhanh tay em chốt ạ. Size này là size M, à quên, em nhầm size L nha. 1481 em mặc là size L nha cả nhà, sale còn bao nhiêu? 99.000 đồng nha, giờ chốt đơn. Sơ mi mẫu này được không? Sơ mi em có mẫu này mới nè, full size cho mình luôn, tay dài bo thun. Tay dài bo thun cho em nha, form này xinh lắm. Rồi dướng cái mạc vô đây rồi, đợi em xíu nha. Rồi, em có cái mẫu này xinh nè, đủ size luôn nha. Phần tay là may tay dài, dáng đầm cũng là dáng đầm xòe cho em, rất là dễ mang. Dạ 2X nhà em thì eo khoảng tầm leo 84 á chị, size chuẩn leo 84. Nhưng mà vẫn có một số mẫu nó rộng á, nó rộng, eo nó to hoặc là dạng suông hay là chất co giãn á, thì có thể lên eo được nha. Nhưng mà tùy mẫu, em sẽ giới thiệu, mình yên tâm. Mặc mẫu nào em đều có giới thiệu số size rồi cái mã số để mình đặt ha. Đây 1539 là sơ mi em mang nè, mẫu này vừa bi vừa hoa luôn, vừa bi vừa hoa luôn. Size cho em là 4 size hàng có sẵn nha. Trời ơi, mẫu này em báo giá với chị đừng có hết hồn nha. 1539 nè. Like này của em, chị nào đã có cho em 3 lượt chia sẻ rồi nha. Ai chia sẻ rồi chấm bài cho em đi. Ai chia sẻ rồi chấm bài cho em chốt cho mình cái đầm này. Mẫu mới luôn á, 1539 nha cả nhà, mẫu mới của nhà em ha, vải lụa Nhật nha, hàng xịn đẹp luôn á, 169.000 trong cái livestream này luôn, 169.000 đồng, ba lần chia sẻ là em chốt, khỏi cần biết là khách quen khách mới gì hết trơn á, đặt đúng thông tin có chia sẻ rồi là có đơn, 169.000 đồng mua được một cái đầm sơ mi xòe cho em luôn đó, xòe dài qua gối nè, nhúng ly cho mình 2 ly trước và 2 ly sau. Form xè cái chị yêu coi đẹp không? Xịn không? Tay là tay dài bo thun nè. Đầm rẻ quá xót trộn nè, em sale em cũng xót luôn á. Cái này là sale lấy tương tác thôi nha. Mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ nha cả nhà. Lên trang cá nhân hoặc là lên trang có hội nhóm cho em nha. Lấy mẫu nào lên đơn liền. Em sẽ giao đến tận nơi và hỗ trợ cho cái chị yêu xem hàng nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho cái chị mình nè. Mẫu em mặc trên người đây có mã là 1539 nha. 1539. Size 2X hả chị? Được, đầm này có. Đầm này em có full size cho mình luôn. 1539 nha, 169.000 đồng em có full size cho cái chị mình luôn. Size nào cũng có hết trơn á, dưới 65 kênh mình chốt nha. Eo đầm 84 đổ về cho em mình đặt hàng nè. Nhớ đặt sớm để em tư vấn, em còn chừa hàng chừa size cho cái chị mình nữa. 169.000 đồng cho em. Vải co giãn không sót? Dạ không co giãn nhiều nha. Mẫu này của em hàng lụa Nhật đó. Mình đo size giúp em đi, đo eo đi. Cân nặng chiều cao số đo 3 vòng nha. Đo thông tin đầy đủ. Đo thông tin đầy đủ rồi em tư vấn cho mình cái size vừa đẹp nha. Mẫu này eo bao nhiêu vậy shop? Dạ eo dưới 84 nha, eo dưới 84 cho em mình chốt ạ. 1539
39L84 đổ về cho em mình chút nơm. 1m6 em mang là qua gối rồi, không có ngắn, đọc form là form xè. Đây là cái tùng váy xè rộng nha, thấy không? Rất là nhiều vải luôn á. Em này là may xè cực kỳ rộng luôn nè, có bụng không lo nha. Em này cho em cái điểm tốt. Màu đen chị nào mang cũng được, không kén da, không kén tuổi. Đi làm mặc được, đi chơi mặc đẹp cho em, giá 169.000 đồng. Ok chị Hải Yến chốt ạ. Đầm này rẻ quá, hôm trước chị mua 350. Đây khách em vừa review xong. Giá cổ mẫu này trên like của em là 349.000 đồng. Ngày hôm nay em chỉ lành sale có mấy phút, 2 phút thôi, 2 phút cho em thôi. Ngày hôm nay sale trong thời gian là 2 phút nha cả nhà ơi, 169.000 luôn nha, 3 lần chia sẻ giúp em. Ok chị Hiền Phạm có đơn, chị Chi Chi chốt bạn 1539 nha. Satin hết 2X rồi chị ơi, satin còn size L. Váy satin 99.000 còn size L chị Đàn Lương ơi, hết sạch 2X with L luôn. Mới sale có 2 ngày thôi ha. Hôm bữa sale 2 ngày mà không phải sale hết nguyên 1 ngày nha, mà em chỉ có sale trong livestream thôi á. Em sale chỉ có 2 ngày mà chỉ trong đúng 2 bài livestream. Đó, một bài live em mặc có bao nhiêu đâu? Nãy em mặc mấy phút? 2-3 phút à. Cái chị thấy đó, có một mẫu em mặc có 2-3 phút thôi. Mà mẫu này mới sale có 2 ngày thôi, 2 livestream tính cộng lại cho em là chưa tới 7 phút nữa mà đã hết hàng 2 size rồi. Hôm nay chị còn size L thôi nha, nhanh tay có. Cứ coi livestream của em chốt đơn là giá sale, ngoài live thì về giá bình thường. Live xong thì về giá bình thường. Còn khi mà em còn đang live á thì mình nhớ chốt luôn để nhận được cái giá rẻ nha. Rồi 169k cho em mẫu này, kết thúc livestream em về lại là 450 nha cả nhà. Tranh thủ đặt luôn cho em nè, chị nào chậm tay hết hàng nha. Dạ em chào chị Ngọc Trân ạ. Mẫu em mang là lụa Nhật chị ơi, hàng lụa Nhật mát lắm. Vải này mặc lên form mát mà nó nhẹ tinh nè. Có size chị cứ đặt đi, em có 4 size luôn ha. ML, XL và 2X, 4 size cho mình luôn. Chị nào dưới 65 cân cho em cứ chốt ạ. 1539 và kèm cho em cái số điện thoại nha. Chị Mỹ Chi có đơn nè. Sau em cái đâu hả? Cái này là vest nha. Nâu này là vest Stipley. Rồi em qua mẫu cho mình xem nha. Em mang còn size nào? Em mang còn đủ size, hàng mới mà. 1539 em mang là có đủ size luôn. Tay dài, sang lắm. Mặc tay dài cũng được, hoặc mặc tay lỡ cũng được nè. Nó có bo thun ngay cái tay áo ha. 169.000 đồng. Rồi chuẩn bị nghỉ sale rồi nè, thấy không? Em qua mẫu khác rồi. Thấy không, một đồng có mấy phút mà mình còn đắn đo là không có đặt kịp đâu. Ngày mai nhiều khi em không có sale nữa sao? Lỡ mai em sale mẫu khác, em ngừng sale cái mẫu này thì lúc đó là hết đặt được rồi nha. Đó, tranh thủ đặt luôn. Ưng váy nào thì chốt đơn em tư vấn nè. ML, XL và 2X nhớ chốt liền em giảm giá nha. Bình thường nó 450 lận á. Rồi, vét nè. Giờ sale qua mẫu này. Em thay mẫu là ngừng sale qua cái khác. Mặc mẫu nào sale mẫu đó cho em nha. Rồi qua mẫu là ngừng sale cái kia. Hết nha, hết nhận đơn nha. Hết nhận đơn nha. Chị nào mua trễ là về 450 cho em nha. Rồi bây giờ qua cái vest nè, tập trung cái đồng vest của em, tranh thủ chốt đơn liền. Mẫu này cũng đang giảm giá 199.000 đồng luôn. Rồi, rẻ không kém luôn mấy chị coi. Một cái đầm vest xòe, xếp ly, vải cô tông lạnh, hàng dày, dặn đẹp cho em luôn. Xếp ly từ trước ra sau. Mã này cho em là 1515. Có 199.000 thôi đó trời. 1515, 199.000 cho em nha. Chốt liền cho em, đủ size. Chốt liền cho em đủ size nha cả nhà ơi, ML, XL và 2X ạ. 65 cân đổ về cho em mình đặt hàng nha. Em chào chị Đặng Nguyễn ạ. 2XL, 2XL cho chị mẫu em mặc đây đúng không? Mã số giúp em 1515. Đồng này không có túi. Em này đi chơi đi tiệc thì mang thêm túi xách vô giúp em. Đó, form xè cho em xếp ly nè, đều tăm tắp luôn mấy chị coi. Chất đẹp lắm. Cái vải này nó dày dặn sẵn, không có cần lót ở trong mà không có mỏng đâu. Mình thấy em mặc không? Không lo bị xuyên thấu lộ hàng gì hết nha. Giá là 199.000 cho em ạ. À, chị khách nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay em tư vấn nha. 199. Thấy đây là em khoảng 84. Đồng này cũng đặt size chuẩn luôn. Đồng này cũng đặt theo size chuẩn cho em luôn, là 40 cho tới 65kg. 40 cho tới là 65kg mặc vừa nha. Nhanh tay em tư vấn nha cả nhà ơi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán ạ. Lấy mẫu nào bình luận sớm em chừa hàng chừa size nha cả nhà. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị xem hàng trước nha. Em mặc trên người đây mã số là 1515 ạ. Dạ vét, vét đi làm được chứ. Đi làm đi tiệc chọn vét cho em là quá ok rồi. Đâu có sợ là bị hỏi hàng hay là gì đâu. Rất là kín đáo lịch sự luôn nè. Dài qua gối của em nha. Xếp ly toàn bộ chân váy
không lo lộ khuyết điểm luôn. Bụng tròn bụng to che được tốt, đằng sau còn ăn gian vòng 3 nữa nè. Đó, lấy mẫu nâu chốt giúp em 1515 nha. 4 size ML, XL và 2X, 65 cân đổ về cho em mình chốt đơn nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nha cả nhà. Em mặc trên người đây mã số sẽ là 1515 nha.